Kính chúc năm 18, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 22 trong chương trình Kiến trúc giao tiếp thực tế đời sống nhé. Và tập 22 hôm nay sẽ là một cái tập rất là đặc biệt các bạn ạ. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu chia sẻ với các bạn những cụm từ bà chữ thú vị mà người bản địa rất là hay sử dụng trong giao tiếp. Và những cụm từ đó ở trong phạm trù ngữ pháp người ta sẽ gọi là quán dụng ngữ. Đây là những cụm từ mà người bản ngữ người ta rất là hay sử dụng. Và khi mà bạn sử dụng được một trong những cái cụm từ này thì người ta sẽ thấy là đẳng cấp tiếng Trung của bạn rất là siêu. Họ sẽ rất là nể bạn đấy. Vậy cho nên không có lý do gì mà các bạn không xem thật kỹ những clip như này phải không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Và chúng ta sẽ đến với từ đầu tiên. Chúng ta thấy hình ảnh cái cây này toàn là tiền đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có từ yáo chén shù. Yáo chén shù, shù là cái cây, yáo là rung hoặc là lắc, chén là tiền rồi. Yáo chén shù tức là cây rung ra tiền, cây lắc ra tiền, hoặc là còn có thể gọi là gà đẻ trứng vàng hoặc là cây ATM. Chúng ta sẽ cùng đến với ví dụ đầu tiên nhé. 去年我买下的那个鱼塘不到半年就赚了50多万，简直是个摇钱树啊！我建议你也买个鱼塘吧。我是想买。 可是手里没钱买不起呀。去年我买下的那个鱼塘不到半年就赚了50多万，简直是个摇钱树啊！我建议你也买个鱼塘吧。去年 năm ngoái tôi mua xe đờ nà cờ yu tháng cái ao cá mà tôi mua bú tao ba nén không đến nửa năm chiều chọn lờ thì đã kiếm được ủ sứ tua quan hơn 50 vạn chẻn chứ sử thực sự là chèn chứ sự cửa yáo chén xù à, thực sự là một cái cây lắc ra tiền. Ủa chèn nhì nỉ, tôi khuyên bạn hoặc là tôi đề xuất với bạn. Dễ mãi cờ yúy tháng bà, cũng mua một cái ao cá đi. Chuy nén, ủa mãi xe tở nà cờ yúy tháng, bú tạo ba nén, chiều tròn là ủ sứ tua hoạn, chèn chứ sự cửa yáo chén xù à, ủa chèn nhì nỉ, dễ mãi cờ yúy tháng bà. Ủa sư xiáng mãi, cờ sư sấu lỉ mấy chén, mãi bù chỉ à. 我是想买, tôi muốn mua chứ. 可是, nhưng, 手里没钱, trong tay không có tiền. 买不起啊, không mua được. Động từ cộng với từ 不起, nghĩa là không đủ tiền để làm gì đó. 我是想买, 可是手里没钱, 买不起啊. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với ví dụ 2. 老陈没工作也不赚钱, 还整天吃吃喝喝的, 他哪来的那么多钱呢? 老陈的女儿嫁了个大款，她把女儿当成了摇钱树，只要没钱了就朝女儿要。老陈没工作也不赚钱，还整天吃吃喝喝的，他哪来的那么多钱呢？老陈没工作 không có việc làm, 也不赚钱, cũng không kiếm tiền, 还整天 còn suốt ngày chưa chưa hơ hơ đờ ăn ăn uống uống tức là ăn uống nhậu nhẹt. Tha nả lái đờ, nả lái là từ đâu ra? Tha nả lái đờ nằm ở tua chén nữa. Ông ấy lấy đâu ra nhiều tiền thế nhỉ? Lão Trần mấy công chua, dễ bú chuan chén, khái trận thiên chư chư hơ hơ đờ. Tha nả lái đờ nằm ở tua chén nữa. Lão Trần đờ nữ ớ, chà lờ gờ tà khoản, thả bá nữ ớ tàng trấn lờ yáo chén sụ, chứ yào mấy chén lờ, chiều cháu nữ ớ yào. Lão Trần đờ nữ ớ, con gái của Lão Trần, gia là cơ tà khoản, gia là lấy chồng, gà chồng, tà khoản là đại gia. Gia là cơ tà khoản, lấy chồng đại gia. Tha bá nữ ớ tăng trấn lờ yáo chén sụ. Tăng trấn là coi như, coi thành. Bá nữ ớ tăng trấn lờ yáo chén sụ, ông ấy coi con gái là cây lắc ra tiền. Chứ yào mấy chén lờ, cứ hễ hết tiền. Chiều cháu nữ ớ yào là xin con gái. Cháu sấy yào hoặc là xiang sấy yào là xin ai đó hoặc là đòi ai đó cái gì. Lão Trần đờ nữ ớ gia lờ gơ tà khoản, thả bá nữ ớ tăng trấn lờ yáo chén sụ, chứ yào mấy chén lờ, chứ cháu nữ ớ yào. Tiếp theo chúng ta có cụm từ số 2 đó là u ya chuẩy. U ya chuẩy là miệng quạ, tức là nói những điều xui xẻo. U ya tức là một con vật là toàn thân nó màu đen và tiếng kêu của nó rất là khó nghe. Người ta thường hay nói là khi con quạ nó kêu thì sẽ báo những cái điểm gở, những cái điều xui xẻo. Chuẩy là miệng, u ya chuẩy tức là miệng quạ, có nghĩa là sẽ cái người này sẽ nói ra những điều xui xẻo. Một cái câu mà người Trung Quốc rất là hay nói đó là thì pía u ya chuẩy, bạn đừng có mà miệng quạ. Ok, chúng ta sẽ đến với ví dụ thứ nhất trước nhé. Ây ya, thiên đâu zhe me wan le, er qie hai xia zhe zhe me da de yu. Lu shang lian ge che dou mei you. Wo men bu hui hui bu liao jia le ba. Xing le,
你别当乌鸦嘴了，我们肯定能打到车的。哎呀，天都这么晚了，而且还下着这么大的雨，路上连个车都没有，我们不会回不了家了吧？哎呀，ôi, 天都这么晚了，trời đã muộn thế này rồi, tâu ở đây dùng để nhấn mạnh về thời gian muộn hoặc là tuổi tác nhiều hoặc là thời gian lâu.而且hơn nữa, 还下着这么大的雨, còn mưa to như thế này. 路上trên đường, 连个车都没有, đến cả một chiếc xe cũng không có. 我们不会回不了家了吧? Cuối câu này chúng ta thấy có lợp bà, ở đây thể hiện cái ngữ khí phỏng đoán, thêm với từ 不会 nữa, một cách hỏi ngược nhưng là dùng để khẳng định là không về được đến nhà. 我们不会回不了家了吧? Chúng ta có phải là sẽ không về được nhà không?哎呀，天都这么晚了，而且还下着这么大的雨，路上连个车都没有，我们不会回不了家了吧？行了行了，你别当乌鸦嘴了，我们肯定能打到车的。行了行了，được rồi được rồi, 你别当乌鸦嘴了， em đừng có làm miệng quá nữa. 我们肯定，chúng ta chắc chắn, 能打到车的， sẽ bắt được xe.行了行了，你别当乌鸦嘴了，我们肯定能打到车的。Tiếp theo chúng ta đến với ví dụ thứ hai. 你看，都怪你这乌鸦嘴，害得我丢了钱。你丢了钱怎么能怪我呢？再说了，我当时也是好心提醒你呀，你怎么能这样好坏不分呢？你看，都怪你这个乌鸦嘴，害得我丢了钱。你看，bạn xem, 都怪你，đều tại bạn, 这个乌鸦嘴，miệng quạ. Hại 的 tức là làm hại cho ai, báo hại cho ai, tiêu là tiền, bị mất tiền. 你看，都怪你这个乌鸦嘴，害得我丢了钱。你丢了钱，怎么能怪我呢？再说了，我当时也是好心提醒你呀，你怎么能这样好坏不分呢？你丢了钱，bạn bị mất tiền, 怎么能 sao có thể, 怪我呢, trách tôi chứ? 再说了, hơn nữa, 我当时, tôi lúc đó, 也是, cũng là, 好心, có ý tốt, 提醒你, nhắc nhở bạn. 你怎么能 sao bạn lại có thể, 这样, thế này,好坏不分, không phân biệt tốt xấu. 你丢了钱, 怎么能怪我呢? 再说了, 我当时也是好心提醒你呀, 你怎么能这样好坏不分呢? OK, 接下来第三个就是, cái thứ ba sẽ là, 泼冷水, 泼冷水, 冷水 là nước lạnh, 泼 là đổ, 泼冷水 nghĩa là dội nước lạnh.Tiếng Việt chúng ta cũng có cái cách nói này, chúng ta thường hay nói là bị ai đó dội cho một gáo nước lạnh, đúng không ạ? Có nghĩa là khi chúng ta đang bừng bừng khí thế, chúng ta đang là rất là thích thú, rất là hào hứng với một cái gì đó mà bị ai đó pua lấng xoài, bị ai đó dội nước lạnh thì chúng ta sẽ bị nhụt chí hoặc là bị nản hoặc là mất đi cái hứng thú đó, đó gọi là pua lấng xoài. Chúng ta sẽ đến với ví dụ thứ nhất. 你看小云画的这是什么呀？乱七八糟的。哎呀。孩子刚刚对画画有了点兴趣，你应该多多鼓励他，怎么能当面给他泼冷水呢？你看小云画的这是什么呀？乱七八糟的。你看 ，anh xem， 小云画的 cái mà tiểu vân vẽ， 这是什么呀？ là cái gì thế này？ 乱七八糟的， linh ta linh tinh， 乱七八糟的 là linh tinh hoặc lung tung lộn xộn。你看小云画的这是什么呀？乱七八糟的。哎呀，孩子刚刚对画画有了点兴趣，怎么能当面给他泼冷水呢？哎呀，孩子刚刚 con nó vừa mới 对画画有了点兴趣， có chút hứng thú với việc vẽ tranh. 你应该 em nên 多多鼓励他。Cú li là cổ vũ, động viên. Tua tua cú li tha, nên động viên con nhiều vào. Chậm mất nấng, sao có thể. Tang miền. Tang miền tức là ngay trực tiếp, ngay trước mặt. Cảy tha pua lấng xoẩy nơ, dội nước lạnh vào con vậy. Ai ya, khái dự càng càng tuổi hoa hoa, hiểu là tỉa xin chỉ. Nì yên cái tua tua cú li tha, chậm mất nấng, tang miền, cảy tha pua lấng xoẩy nơ.
Ví dụ tiếp theo. 我准备跟几个朋友一起开个饭店，你看怎么样？ 不是我给你泼冷水啊。 你看现在开饭店的这么多，你又没有自己的特色， 开个饭店能赚钱吗？ 我看还是算了吧。 我准备跟几个朋友一起开个饭店，你看怎么样？ 我准备都准备跟几个朋友，cùng với mấy người bạn， 一起开个饭店，cùng nhau mở một nhà hàng。 你看怎么样？ Bạn thấy thế nào? 我准备跟几个朋友一起开个饭店，你看怎么样？ 不是我给你泼冷水呀。 你看现在开饭店的这么多，你又没有自己的特色， 开个饭店能赚钱吗？ 我看还是算了吧。 不是我给你泼冷水呀。 Không phải là tôi đang rội nước lạnh vào bạn đâu nhé. 你看现在, bạn xem bây giờ, khai phan tiền đờ chơ mở tua, bao nhiêu người mở nhà hàng. Nì yêu mấy yêu, bạn lại không có, chứ chỉ là thừa sửa, đặc sắc riêng của mình. Khai cửa phan tiền, mở một nhà hàng, nâng tròn chén mà, liệu có kiếm được tiền không? Ủa khan, theo tôi thấy, hải sư xoan là bà. Hải sư ở đây là thể hiện cái gì đó vẫn là hơn, hải sư xoan là bà, vẫn nên là bỏ đi. Bú sư, ủa cái nì phua lẫn sợi à? Nì khan xiên giái, khai phan tiền đờ chơ mở tua. 你又没有自己的特色，开个饭店能赚钱吗？ 我看还是算了吧。 Tiếp theo chúng ta đến với cụm từ 吃错药。 吃药 là uống thuốc, 错 là sai, 吃错药 uống nhầm thuốc. Chúng ta thấy là khi mà chúng ta sinh bệnh, khi chúng ta bị ốm thì chúng ta sẽ phải 吃药, chúng ta sẽ phải uống thuốc. Nhưng mà chúng ta phải tùy chân xe yào, tức là chúng ta phải uống đúng thuốc, đúng bệnh. Nhưng mà nếu như chúng ta chưa chua dạo, nếu như chúng ta uống nhầm thuốc thì chúng ta sẽ trở nên rất là không bình thường. Ví dụ trong người rất là khó chịu hoặc có những cái phản ứng rất là không bình thường. Cho nên cụm từ chưa chua dạo, uống nhầm thuốc, ý chỉ một ai đó có ý nghĩ hoặc có hành động gì đó rất không bình thường. Chúng ta đến với ví dụ đầu tiên nhé. 我想吃冰淇淋,你吃不? 我也给你烧一个. 你吃错药了呀? 这么冷的天气要吃冰淇淋? 不怕肚子疼啊? 我想吃冰淇淋, mình muốn ăn kem. 你吃不? Bạn có ăn không? 我也给你烧一个, mình cũng mang cho bạn một cái. 烧 là mang hoặc đem. 我想吃冰淇淋, 你吃不? 我也给你烧一个. 你吃错药了呀? 这么冷的天气, 要吃冰淇淋, 不怕肚子疼呀? 你吃错药了呀? Bạn uống nhầm thuốc rồi à? 这么冷的天气, trời lạnh thế này, 要吃冰淇淋, muốn ăn kem, 不怕肚子疼啊, không sợ bị đau bụng à? 你吃错药了呀? 这么冷的天气, 要吃冰淇淋, 不怕肚子疼啊? Ví dụ tiếp theo. 我们那个项目就快要结项了，没想到李成偏偏在这个时候说要把数据重新做一遍。 我看他真是吃错了药。李成这个人做事一直很认真，这也不是什么坏事，检查一下总是好的。我们那个项目就快要结项了，没想到李成偏偏在这个时候说要把数据重新做一遍。我看他真是吃错了药。 Ở trong câu này thì chúng ta thấy chữ chua là yao, ở đây có thêm chữ lơ vào nữa bởi vì nó là động từ ly hợp thì nó có thể tách ra như thế này. 我们 là cái xiang mục, hạng mục đó của chúng ta, chiều khoa yao chia xiang là khoa yao chấm chấm chấm, lơ là sắp, chia xiang tức là tổng kết, đóng hạng mục lại. Mấy sáng tạo không ngờ, Lý Trấn, Lý Thành, Thiên Thiên ở đây thể hiện một cái điều gì đó ngược với lại suy nghĩ, ngược với mong muốn hoặc là dự tính của mọi người hoặc là hy vọng của mọi người, đó là Thiên Thiên. Trải trở cả sự hầu, đúng lúc này, xua nói, yêu bả su duy, chúng xin chùa ý biển, chúng xin là làm lại, chúng xin chùa ý biển, làm lại một lần nữa. Su duy thì nghĩa là thông số dữ liệu. 要把数据重新做一遍, làm lại thông số dữ liệu một lần nữa. 我看, tôi thấy, 他真是, cậu ấy thật là, 吃错了药, uống nhầm thuốc rồi.
我们那个项目就快要结项了，没想到李成偏偏在这个时候说要把数据重新做一遍。我看他真是吃错了药。李成这个人做事一直很认真，这也不是什么坏事，检查一下总是好的。李成这个人，狗李太奈做事làm việc ý chứ từ trước đến nay luôn hẳn rận chân rất kỹ lưỡng và rất là cẩn thận. Chưa dễ bố sư sở mở khoai sư. Chưa dễ bố sư đây cũng không phải là sở mở khoai sư, việc xấu gì cả. Chèn trá ý xe, kiểm tra một chút, chủng sư hảo tờ cũng luôn là điều tốt. Lý chứng chưa có lần chua sư, ý chứ hẳn rận chân. Chưa dễ bố sư sở mở khoai sư, chèn trá ý xe, chủng sư hảo tờ. Tiếp theo chúng ta đến với cụm từ số 5, bài gia zi. Zi là người con trai, gia là gia đình, là nhà, bài là bại. Bài gia zi tức là đồ phá gia chi tử, có nghĩa là chỉ đứa con hư hỏng phá hoại tài sản của gia đình. Bài gia zi. Chúng ta đến với ví dụ đầu tiên. Đà Peng zhe ge bài gia zi, zheng tian shen me shi er dou bu zuo, jiu zhi dao hua qian, hua qian. 好像家里的钱都是大风刮来的一样，真是气死我了。那还不是你惯的，以前你总是给他那么多零花钱，我说你，你还不听，这回你也知道出问题了吧？大鹏这个败家子，整天什么事都不做，就知道花钱，好像家里的钱都是大风刮来的一样。 真是气死我了。大鹏这个败家子, cái thằng đại bằng phá gia chi tử này, chẳng thiên, suốt ngày, sớm mà sư tàu bố chùa, không làm việc gì cả, chiều chứ tạo chỉ có biết, hoa chén, tiêu tiền, tiêu tiền. Hảo xiang, cứ như thế là, gia lì tờ chén, tiền trong nhà, tâu sư đều là, ta phong qua lái tờ ý yang, giống như là có gió to thổi đến vậy, tức là ý nói là không cần kiếm tiền mà có gió thổi đến. Chân sự thật là chi sử hỏa lở, tức chết em mất. Ta phấn chỉ có bài gia chữ, chẳng thiên sở mở sử đâu bố chùa, chiều chứ đào hoa chén, hoa chén. Hào xiang gia lì tờ chén, đâu sư ta phấn qua lái tờ ý yang, chân sự chi sử hỏa lở. Nà, hãy bố sư lý quan đờ, 以前你总是给他那么多零花钱，我说你还不听，这回你也知道出问题了吧？ Na, đó, hãy bố sư, chẳng phải là, nǐ guàn de, tại em luôn chiều là gì? Guàn ở đây nói đến ý là luôn chiều thành ra sinh hư. 以前, trước đây, nǐ chủng sư, em luôn, cậy tha na mờ tua lính hoa chén là tiền tiêu vặt, cậy tha na mờ tua lính hoa chén, cho nó nhiều tiền tiêu vặt như vậy. Ủa xua nỉ khái bù thêm, anh nói em còn không nghe. Chờ khuấy, lần này hoặc là giờ này, lý để chứ tạo, em cũng biết, chú quân thí là bà, xảy ra vấn đề rồi nhỉ. Mà khái bù sư nỉ quan đờ, ý chén, nỉ chủng sư cậy tha nà mờ tua lính hoa chén. Ủa xua nỉ khái bù thêm, chờ khuấy, lý để chứ tạo, chú quân thí là bà. Tiếp theo chúng ta đến với ví dụ số 2. 听说老王的儿子最近做生意又赔了。我看他根本就不是做生意的料，还整天拿着他爸爸的钱到处乱投资。现在差不多快把老王的积蓄都折腾光了，真是个败家子啊！听说老王的儿子最近做生意又赔了。听说，nghe nói老王的儿子，con trai của老王。 Chuyện gìn gần đây, chua sân y làm kinh doanh, yêu thấy là lại bị thua lỗ rồi, thấy hoặc là thấy chén có nghĩa là bị thua lỗ. Thiên xua là quán tờ ớ chữ chuyện gìn chua sân y yêu thấy là. Ủa khăn, ta cân bận chưa bố sư chua sân y tờ liệu, hãy chẳng thiên ná cho ta ba bà tờ chén, tạo chú loạn thổ chứ. Hiện tại, chào bố đua khoai bá lão quán tờ chi suy, đâu chưa thắng quang lở, chân sự cơ bài gia chữ à. 我看他, tôi thấy nó, 根本就, hoàn toàn, 不是做生意的料, không phải là người có khả năng làm kinh doanh. 不是什么什么的料, có nghĩa là ý nói đến một người nào đó mà có nỗ lực đến mấy thì cũng không thể làm nổi cái điều gì đó, bởi vì
con người ta vốn chất không có khả năng về điều đó. Ví dụ như là mình hát rất là dở mà bây giờ được bảo mình đi đào tạo mình để làm ca sĩ thì mình không bao giờ có thể trở thành ca sĩ được, đúng không? Thì lúc đó mình sẽ nói là ủa bú sư tăng cưa sổ tới leo, tôi không phải là cái nguyên liệu để có thể trở thành ca sĩ. Khai trưởng thiên còn suốt ngày ná chớ tha bà bà tài chén, mang tiền của bố nó tao chú loạn thấu dư. Thấu dư là đầu tư, loạn thấu dư đầu tư linh tinh, tạo chủ khắp nơi. Hiện tại bây giờ cha bố tua gần như khoai bá lão trắng tờ chi suy tâu chưa thắng quang lở. Chưa thắng bình thường có nghĩa là giày vò, còn ở đây ý nói đến việc là bòn rút tiền của. Quang là hết sạch, chi suy là tiền tiết kiệm, tiền tích lũy. Chân sự cửa thật đúng là một bài gia chữ thằng phá gia chi tử. Ủa khan thá cân bẩn chứa bố sư chưa sân y tớ liệu khải trưởng thiên ná chở thá bà bà tờ chén tạo chú loạn thấu chư xiên trái chào bố tố khoai bá lão quáng tờ chi suy đâu chưa thắng quang lở chân sự cửa bài gia chữ à. Thưa các bạn, như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã học được 5 cụm từ quán dụng ngữ rất là thông dụng trong giao tiếp. Và ngoài ra thì trong những câu ví dụ chúng ta còn học được rất nhiều những cái từ và cụm từ hay nữa, phải không các bạn? Clip của chúng ta hôm nay xin tạm dừng tại đây. Ngày hôm sau chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với những cụm từ thú vị nữa nhé. Hôm nay chúng ta dừng lại ở cụm từ số 5. Và ngày mai chúng ta lại tiếp tục đến với cụm từ số 5 đến từ số 10. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha các bạn. Bye bye!